nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái chiếc túi vành mèo hoa hồng xinh xắn như thế này. Các bạn có thể là phối với yếm hoặc là đầm cho baby. Cái túi này thì mình có hướng dẫn cho cái size lớn hơn luôn á các bạn. Thì chúng ta có thể là quẩy đi chơi diện Tết đồ hết sức là dễ thương xinh xắn luôn á các bạn. Rất là dễ móc luôn. Còn ở cái yếm này thì cái clip tới nữa mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách móc ha. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái combo yếm và túi này. Nếu mà các bạn yêu thích thì các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng móc cái chiếc túi xinh xắn này nha. Móc cái mẫu túi này thì các bạn sẽ sử dụng len sợi tự do nha. Ở đây là mình sẽ sử dụng len Mikutong nè các bạn. Và mã màu vàng của mình sẽ là màu số 20. Và mình sử dụng màu trắng tinh mã số 3 nha. Kim móc của mình là kim móc 2 đầu số 3, 4. Mình sẽ móc đầu số 4. Các bạn chuẩn bị thêm cho mình kéo cắt len và kim khâu len. Với cái mẫu túi này á các bạn, thì chúng ta có cái số hàng móc của hai mặt là giống nhau ha. Ví dụ như ở đây nè, của mình là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 hàng móc mũi móc kép. Chúng ta sẽ móc hai mảnh như thế này, nhưng mà một mảnh ngắn và một mảnh dài. Ở đây là một mảnh dài của mình nè. Thì mình làm cho bé thì mình sẽ làm cái số mũi móc. Cũng như cái số hàng móc nó ít thôi à các bạn, để cho bé quẩy thôi. Tại vì bé mới có mấy tháng à, cho nên là quẩy cái dịp Tết này nè. Thì các bạn nếu mà muốn tăng size á, thì các bạn sẽ tăng cái số mũi móc xích lên, để chúng ta có cái mũi móc kép nhiều hơn. Và tăng cái số hàng móc lên. Thì cái mảnh này số hàng móc đó là bao nhiêu, thì cái mảnh khác là cái số hàng móc đó là bấy nhiêu. Chúng ta chỉ khác cái số mũi móc xích để tạo nên những mũi móc kép này thôi nha. Thì như vậy thì các bạn có thể là tăng size theo ý thích của mình rồi. Các bạn muốn đựng cái gì thì các bạn sẽ móc cái bề ngang này nè bằng với lại cái vật dụng đó mà các bạn muốn nha. Thì cái này chủ yếu là nó cũng mềm á các bạn, chứ nó không có được cứng kép, cho nên là các bạn có thể là đựng tiền nè, đựng son, đựng mấy đồ lặt vặt cho chị em chúng mình thôi. Mấy đồ mà nhỏ nhỏ các bạn thì sẽ hợp với cái túi này hơn ha. Còn các bé thì đựng lì xì là hết ý luôn. Rồi như vậy thì bây giờ mình đã móc xong cái mảnh dài nè, mình sẽ móc cái mảnh ngắn ha các bạn. Cái mảnh dài của mình là mình sẽ ốm qua như thế này nè. Cái túi này là cái phần túi đắp này của mình nè. Một lát nữa khi mà có cái phần viền á, mũi móc kép nữa, thì cái túi này nó sẽ nằm ở cái khoảng giữa á các bạn. Thì như vậy là nó sẽ hợp lý rồi ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ lấy cái len của các bạn ra để chúng ta tạo cái mũi móc xích đầu tiên. Tạo cái mũi móc xích đầu tiên bằng với cái chiều dài mà các bạn mong muốn nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ tạo cho mình một cái nút thắt trước. Rồi các bạn sẽ móc lên cho mình 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Rồi ở đây mình sẽ đo cho các bạn xem nè, 19 mũi móc xích của mình nó sẽ bằng với cái độ cao tới cái chỗ này nè các bạn. Để mà một lát nữa cái mình móc á, cái mình dựng đứng cái này lên để mình đắp cái này nè. Như vậy ha các bạn. Còn các bạn móc, nếu mà móc cái size giống mình á, thì cái miếng dài này nè các bạn sẽ móc là 25 mũi móc xích ha. Sau đó là các bạn sẽ lên 2 mũi móc xích nữa. Còn cái miếng ngắn thì các bạn sẽ móc 19 mũi móc xích. Sau đó thì chúng ta sẽ lên 2 mũi móc xích nữa. Rồi bây giờ các bạn sẽ lên 2 mũi móc xích nữa cho mình. Các bạn quấn len, đâm kim vào cái chân móc thứ 19 á, các bạn sẽ móc cho mình 1 mũi móc kép. Chân móc kế bên các bạn lại móc là 1 mũi móc kép. Và các bạn sẽ làm lần lượt mỗi chân móc là mỗi mũi móc kép cho tới cuối hàng luôn ha. Tới cuối hàng chúng ta cũng nẹp cái sợi len thừa này vào trong mũi móc nha các bạn. Sau khi các bạn móc đến cuối hàng á, chúng ta sẽ lên 2 mũi móc xích. Các bạn sẽ quay ngược cái đầu móc này lại. Chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên, móc 1 mũi móc kép. Chân móc thứ 2, 1 mũi móc kép. Và lần lượt các bạn sẽ móc hết những cái chân móc này, mỗi chân là mỗi mũi móc kép cho tới cuối hàng luôn nha. Rồi chúng ta sẽ lên thêm nhiều hàng móc nữa. Như hồi nãy là mình nói đó, ở đây là mình sẽ làm
là tổng cộng là 9 hàng mũi móc kép ha, cho nó tương đồng với cái mảnh dài này nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc lên thêm cho mình nhiều hàng móc như thế nữa nha. Mình đã móc được tổng cộng là 9 hàng móc rồi nè các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bây giờ các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích ha. Chúng ta sẽ viền lại ở bốn góc này luôn nha các bạn. Các bạn đâm kim vào cái chân móc kế bên này nè. Móc một mũi móc đơn. Ở cái thân ở phía dưới nè, các bạn móc một mũi móc đơn. Ở cái chân móc này các bạn lại móc là một mũi móc đơn. Lần lượt các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc bên cạnh á, rồi các bạn móc những cái mũi móc đơn cho tới cuối hàng luôn ha. Đó các bạn để ý mình đâm kim đi. Rồi các bạn sẽ làm ở cái mảnh của các bạn ha. Này đâm kim vào ở chính giữa này nè. Kéo len và thực hiện mũi móc đơn. Rồi chân móc đầu hàng này chúng ta lại móc một mũi móc đơn. Như vậy là chúng ta đã viền lại được một mớ rồi nè các bạn. Các bạn sẽ làm tương tự như thế đến cuối hàng luôn nha. Khi móc tới cái chân móc cuối hàng rồi nè các bạn. Các bạn móc vào cái chân móc cuối này hai mũi móc đơn cùng một chân. 1 2. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc vào những cái chân móc ở cái góc bên đây nè. Mỗi chân là một mũi móc đơn cho tới cuối hàng luôn nha các bạn. Đó các bạn sẽ móc tương tự như thế đến cuối hàng và ở cái chân cuối cùng này các bạn cũng sẽ móc cho mình vào đây hai mũi móc đơn cùng một chân. Ở góc là chúng ta sẽ móc hai mũi móc đơn. Còn ở bên dãy này thì chúng ta sẽ chia ra mỗi cái này là một mũi móc đơn cho tới cái góc này. Tới cái góc này các bạn cũng sẽ móc vào cái góc này là hai mũi móc đơn ha. Rồi các bạn sẽ móc cho mình những cái mũi móc đơn cho tới cuối hàng này luôn. Đó. Khi mà tới cái điểm này thì rồi mình sẽ gặp lại các bạn nha. Đây các bạn, mình sẽ móc vào cái chân móc đầu hàng này hai mũi móc đơn cùng một chân. Rồi bây giờ các chân móc nó đã dễ dàng hơn rồi nè các bạn. Các bạn móc vào mỗi chân là mỗi mũi móc đơn. Chúng ta sẽ móc đến cuối hàng luôn ha. Đây, đến cuối hàng. Gặp nhau ở cái chân móc cuối cùng này nha các bạn. Cái chân móc đầu tiên của chúng ta nè, chúng ta mới móc một mũi móc đơn à. Giờ chúng ta sẽ móc thêm một mũi móc đơn nữa. Rồi, các bạn sẽ trượt mũi và kết hàng. Kéo ra một cái đoạn len và chúng ta sẽ cắt len nha. Sau đó các bạn sẽ gút cái này cho nó chặt lại. Đưa cái kim móc từ phía dưới luồn cái này đi xuống phía dưới nha. Rồi chúng ta sẽ giấu cái phần len này. Đưa nó xuống ở phía dưới này đi các bạn. Rồi chúng ta sẽ cắt len. Như vậy là chúng ta đã có được một cái form như thế này rồi nè các bạn. Vậy thì các bạn sẽ móc cho mình thêm một cái mảnh dài nữa đi ha. Cái mảnh dài các bạn thì các bạn móc 26 mũi móc kép luôn đi. Rồi mình lên 9 hàng móc như thế này nha. Để mà mình gáp vào á. Ở đây là mình làm 25 mũi móc kép thì nó hơi ấy nè các bạn. Thì nó hơi hơi cao một xíu á. Nè cái chỗ này nó hơi cao một xíu nè. Đó, như vậy thì các bạn sẽ móc cái này là 26 đi ha, 9 hàng. Rồi chúng ta sẽ gáp lại như thế này. Rồi bây giờ các bạn sẽ lấy cho mình cái len màu trắng. Sau khi mà các bạn móc xong á thì chúng ta sẽ thực hiện cái việc gáp vào luôn ha. Rồi các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc đầu tiên của cái mảnh ở phía trên. Đồng thời đâm kim vào cái chân móc song song ở cái mảnh ở phía dưới nè. Rồi các bạn sẽ kéo cái len màu trắng qua. Móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc vào cái chân móc này. Đó, cái chân móc mà mình vừa móc qua hai bên đó. Các bạn sẽ móc vào đây thêm 2 mũi móc kép nữa cho mình. Ba cái mũi móc xích đầu tiên tượng trưng cho một mũi móc kép rồi đó các bạn. Rồi như vậy là chúng ta đã có được 3 mũi móc kép đầu tiên ha. Rồi ở cái chân móc kế bên nè, các bạn lại đâm kim vào cái chân móc song song ở phía dưới. Các bạn lại móc cho mình 3 mũi móc kép
1 2 3. Các bạn sẽ nẹp cái phần len thừa này vào trong mũi móc luôn ha. Rồi cái chân móc kế tiếp nè các bạn. Đồng thời chúng ta cũng sẽ đâm kim vào cái chân móc song song ở phía dưới nè. Đó là cái chân móc này. Các bạn lại kéo len và thực hiện cho mình 3 mũi móc kép. 1 2 3. Rồi các bạn sẽ móc lần lượt như thế ở từng chân móc đó các bạn. Nè, nó có cái chân móc song song với nhau nè, thì các bạn sẽ móc tới đầu hàng này đi, rồi mình sẽ gặp lại các bạn ha. Mình đã móc tới cái điểm cuối bên đây nè các bạn, cái điểm giao nhau giữa hai mảnh này nè. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển qua cái chân móc ở bên đây ha. Các bạn lại móc cho mình 3 mũi móc kép. 1 2 3. Rồi bây giờ cái chân móc kế bên nè, các bạn lại móc là 3 mũi móc kép luôn. Một, hai, ba. Những cái chân móc còn lại nè các bạn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tới bên đây luôn, là các bạn sẽ móc 3 mũi móc kép cùng một chân cho mình ha. Đi qua tới cái điểm bên đây đi, rồi mình sẽ gặp lại các bạn. Mình đã móc tới cái phần đối diện rồi nè các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ kiểm tra ha. Ở đây là chúng ta đã móc là 1, 2, 3, 4, 5, 6 là tới cái chân móc bên đây. Như vậy thì các bạn sẽ đếm nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tới chân móc bên đây là đúng rồi ha. Và bây giờ các bạn sẽ ghép nó lại y hệt như cái bên đây mà mình đã làm trước đó các bạn. Rồi các bạn sẽ đưa kim móc vào, các bạn sẽ nối cái chân móc đầu tiên này và cái chân móc song song với nó, các bạn kéo len qua thực hiện cho mình một mũi móc kép. Rồi các bạn sẽ móc thêm cho mình 2 mũi móc kép nữa vào đây. Như vậy là chúng ta sẽ móc mỗi chân móc song song như vậy là 3 mũi móc kép y hệt như cái phần trước đó mà chúng ta đã làm. Và các bạn sẽ viền hết cái túi này luôn ha. Đây chúng ta sẽ móc 3 mũi móc kép ở từng chân móc xuống tới cái chỗ này, thì mỗi chân nó có cái đoạn song song đó các bạn, thì các bạn cứ ốm như thế này rồi các bạn sẽ làm luôn ha. Các bạn sẽ móc tới cái điểm cuối cùng này luôn nha. Mình đã viền tới cuối hàng rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ chụp mũi vào cái chân móc đầu tiên này ha. Rồi các bạn sẽ kéo cái phần len này lên cao và chúng ta sẽ cắt len. Chúng ta cũng sẽ giấu len như hồi nãy nha. Các bạn kéo cái này lại, rồi đưa cái kim móc lên phía trên, luồn cái dây màu trắng xuống phía dưới này, và các bạn sẽ giấu len cho mình. Rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái dây quai và chúng ta sẽ trang trí tùy thích nha. Như vậy là mình đã có được một cái form như thế này rồi nè các bạn. Chúng ta sẽ nếu mà các bạn người lớn á, thì chúng ta sẽ cài thêm cái phần nút bóp ở đây cũng được nữa, để mình cố định lại tiền này kia các bạn. Còn em bé thì các bạn cứ để nó như gì cũng được, hoặc là các bạn có nút bóp thì các bạn sẽ làm ha. Còn về phần trang trí á, thì cái chỗ này nè các bạn có thể là trang trí cái hoa năm cánh như thế này. Rồi cái chỗ bên đây thì các bạn sẽ trang trí cho mình cái hoa hồng như thế này, nụ hồng nè các bạn, nó cũng dễ thương nè. Các bạn thích cái nào thì các bạn trang trí ha, hoặc là các bạn có thể là trang trí hoa ban mai á các bạn. Đây, để lên thử cho các bạn nè, nó cũng dễ thương quá trời luôn nè các bạn. Đó, các bạn có thể là trang trí tùy thích ha. Bây giờ các bạn sẽ làm cái phần dây đeo chéo cho mình nha. Các bạn tạo cho mình một cái nút thắt trước. Chúng ta sẽ chập đôi cộng màu trắng và cộng màu vàng lại. Chúng ta sẽ lấy cái kim móc mà to hơn các bạn, để chúng ta dễ dàng chúng ta móc hơn nha. Rồi các bạn sẽ tạo cho mình một cái nút thắt. Ở đây là mình dùng kim móc 4mm đó các bạn. Rồi các bạn sẽ đưa qua cái điểm bên đây này. Chúng ta sẽ chọn cái chân móc nào mà móc tiện lợi nhất ở chỗ này. Rồi các bạn kéo cái phần len này qua ha. Rồi chúng ta kéo phần len này qua, móc lên cho mình
một cái đoạn dây móc xích bằng với cái chiều dài mà chúng ta cần nha các bạn. Ở đây mình móc cho bé, mình sẽ móc là cỡ 65 đến 70 cm nha. Tại vì cái túi này nó cũng cao rồi đó. Mình sẽ móc độ khoảng 65 đến 70. Còn các size lớn hơn thì các bạn sẽ móc theo tùy chỉnh các bạn nha. 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100 đối với người lớn. Đã móc xong một cái đoạn dây móc xích dài 65 cm rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ tìm kiếm cái điểm ở chính giữa này nè để mà chúng ta sẽ làm nha. Bây giờ cái chân móc màu vàng này đi. Đây, chúng ta sẽ kéo cái phần len này qua cái chân móc màu vàng này. Và chúng ta sẽ trượt mũi nha các bạn. Các bạn sẽ đâm kim, kéo hai cái cọng này qua. Rồi, trượt mũi xong các bạn móc lên cho mình một mũi móc xích và kéo ra một cái đoạn len dài để mà chúng ta dễ dàng chúng ta khâu vào hơn. Rồi các bạn sẽ rút nó lại nha. Rồi như vậy là chúng ta đã có được một cái sợi dây quai dễ thương rồi đúng không các bạn? Cái này nè, nó hơi cạn, chắc một lát nữa mình sẽ may cái nút bóp nhỏ nhỏ cho bé nha. Nè, dễ thương ha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ trang trí đi. Các bạn có thể là một lát nữa các bạn sẽ giấu bốn cái cọng len này nè vào trong mũi móc ở phía bên trong này nha. Rồi các bạn nếu mà thích cái hoa hồng này các bạn có thể là xem ở dưới cái phần bình luận, mình sẽ để cái link hướng dẫn móc cái nụ hồng này cho các bạn để các bạn phối ha. Khi mà móc xong thì các bạn nhớ làm cái cuốn nó dài dài á, rồi các bạn sẽ cột lại. Rồi chúng ta sẽ cột lại như thế này đó. Rồi chúng ta sẽ để ở phía trên này, rồi chúng ta cột lại đơn giản như thế này thôi. Rồi các bạn nếu mà có trang trí ở đây nè thì các bạn sẽ may này vô cho mình ha, kết bằng len hoặc là bằng kim chỉ may đều được. Còn không thích cái này thì các bạn sẽ làm cái này. Mình sẽ để hai cái hoa này ở dưới cái phần bình luận luôn để cho các bạn dễ dàng các bạn nhìn thấy hơn ha. Cái này là hoa ban mai, cái này là hoa năm cánh ha các bạn. Rồi cái này là nụ hồng. Rồi các bạn sẽ nhìn xuống dưới cái phần bình luận, rồi mình sẽ để các link ở đó cho các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ giấu len rồi may nút luôn đi các bạn. Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau nha. Đây các bạn, mình đã trang trí xong rồi nè. Như vậy là chúng ta đã có một cái chiếc túi xinh xắn cho bé đựng tiền lì xì rồi. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái chiếc túi này nha. Nếu mà các bạn yêu thích á, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Đối với cái mẫu yếm này thì ở clip sau mình có chia sẻ cho các bạn á. Nếu mà các bạn thích thì các bạn có thể là làm cái combo này cho bé nha. Rồi bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha.